Chào quý vị và các bạn. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Chevrolet Cruze LT sản xuất năm 2015, đăng ký tháng 3 năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, xe đã chạy được hơn 5 vạn km. Chúng tôi cam kết không chạy dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước máy móc nguyên bản. Lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ, vừa mới thay cả dàn lốp Michelin mới, là phiên bản sedan hạng C nên xe được thiết kế với kích thước tương đối là dài và rộng. Xe được trang bị động cơ xăng 1.6 lít, kết hợp hộp số tay 5 cấp cùng option như điều hòa tự động, nội thất da la giang đúc, vô lăng tích hợp các phím điều khiển, đầu CD, camera lùi, cảm biến lùi, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, đèn auto, đèn gầm, đèn LED đầy đủ, cốp điện và rất nhiều option khác. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, vay tối đa lên đến 70% giá trị xe. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá 319 triệu đồng. Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xin cảm ơn.